Sambanu, với ngài toàn đắc ba cái giác, tám cái giác và 15 cái hạnh. Sukato, Đức Thế Tôn hiểu Sukato bởi ngài đã ngự đến nơi an lạc, bất sanh bất diệt, đại niết bàn. Lokavidu, Đức Thế Tôn hiểu Lokavidu bởi ngài đã thông suốt tam giới. Anuttaro, Đức Thế Tôn hiểu Anuttaro bởi ngài có đức hạnh không ai bì. Purisa Dhamma Saranthi, Đức Thế Tôn hiểu bởi ngài là đấng Tây Độ, những người hữu duyên nên Tây Độ. Santha Deva Manun Sanang, Đức Thế Tôn hiểu Santha Deva Manun Sanang bởi ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Buntho, Đức Thế Tôn hiểu Buntho bởi ngài giác ngộ lý tư diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với. Phakawahati, Đức Thế Tôn hiểu Phakawa bởi ngài đã siêu xuất tam giới, tức là ngài không còn luân hồi lại nữa. Nam thi mê sa ra năng anh nhân buôn thu mê sa ra năng quá răng ê tê na sanh cha văn chê na hầu chú mê cha ya măng ca lăng. Chẳng có gì đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý bao, nên con phải hành lòng thành kính mà nương theo, đặng cựu sự lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Sokkhato Phakkhavata nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Thẩm mô là pháp thánh có chín hạng, bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Sandhitiko là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chăng bởi nhờ khiên tánh, chẳng phải vì nghe vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Akaliko là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ehipassico là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Upanayiko là pháp của chư thánh đã có trong mình, do nhờ phép thiền định. Bánh chánh tăng quê tích tâm vô quyên như hỷ ti là pháp mà các hàng trí tuệ, nhất là bậc thượng trí đường biên đường thấy tự nơi tâm. Nát thi mê sa ra năng anh nhân thẩm mô mê sa răng quá răng ê tê na sanh cha quanh chê na hồ tu mê cha ya măng ca lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý bao, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, ý như lời chân thật này. Suppatipanno Bhagavato Sāvakasaṅkho, tăng là các bậc tinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. Suppatipanno Bhagavato Sāvakasaṅkho, tăng là các bậc tinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp. Nyayapatipanno Bhagavato Sāvakasaṅkho, tăng là các bậc tinh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Samichipatipanno Bhagavato Sāvakasaṅkho, tăng là các bậc tinh văn đệ tử Phật, các ngài tu theo phép giới định tuệ. Yatidam chattari purisa yugani, tăng nếu đêm đôi thì có bốn bậc, tăng đã đắc đạo cùng quả tu đà hồn, tăng đã đắc đạo cùng quả tư đà hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả a na hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả a la hán. Anh thập purisa punga la, tăng nếu đêm chiếc thì có tam bậc, tăng đã đắc đạo tu đà hồn,
Tăng đã đắc quả Tu Đà Hường, Tăng đã đắc đạo Tư Đà Hàm, Tăng đã đắc quả Tư Đà Hàm, Tăng đã đắc đạo A Na Hàm, Tăng đã đắc quả A Na Hàm, Tăng đã đắc đạo A La Hán, Tăng đã đắc quả A La Hán. Ê sa pha ca wa tu sa wa ca san khô, chư tăng ấy các bậc thinh văn đệ tử Phật. A hu nay yo, các ngài đang thọ lãnh bốn môn vật dụng của tinh thi ở phương xa đem đến dân cúng cho những người có giới hạnh. Ba hu nay yo, các ngài đang thọ lãnh của tinh thi mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dâng cúng cho các ngài. Đăng khi nay vô, các ngài đang thọ lãnh của tinh thi, tịnh lý nhân quả đem đến dâng cúng. Anjalikarani vô, các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái. Anuntaram punyam khentam lokasati, các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu vì kiệm. Nan thi me saranam anyam sankho me saranam varam ete na sancha vanche na hotu me chaya mangalam. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Wanda mi che ti yang sap pang sa pan tha ne su ba tin thi tăng sa li vi kha tha tu ma ha bu tin u tha u pang sang ka lang sa da. Con xin thành kính làm lễ tất cả các bảo tham, ngọc xa lợi, đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Thầy. Con xin phép được đọc bài kinh sám hối hôm nay và thọ bát quan. Cúi đầu lại trước Bồ Đài, con xin sám hối từ dài ăn năn. Xưa nay lỡ phạm điều răn, do thân khẩu ý bị màng vô minh gây ra nghiệp dữ cho mình. Sáng sanh hại vật chẳng tình xót thương, giết ăn hoặc bán không lường, vì lòng tham lợi nên quên đường thiện nhân, oan oan tương báo cõi trần, trầm luân biến tôi chịu phần khổ đau. Xét ra nhân vật khác nào, hại nhân nhân hại mặc vào trả vay, lại thêm trộm sản cướp tài, công người cực nhọc hằng ngày làm ra, lòng tham tính bảy lo ba, mũ kia kế nọ nuôi thân, hoặc nuôi quyến thuộc xa gần, làm cho người phải lắm lần than van. Ta dám tội nặng muôn ngàn, liệu toàn chứng sanh làm đàn ngay. Vợ con thường phải lầm tai, mất tình thân tiên phải tai tiền đời. Xấu cha hổ mẹ nhiều lời, xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi. Vọng ngôn giả dối ngoại môi, chuyện không nói có rồi nói không. Dùng lời đâm thọc hai lòng, vẫn chia quyến thuộc vợ chồng anh em. Mắng nhiếc chửi rủa dạ pha dèm, xóm làng cô bác chị em không chừa, nói lời vô ích dây dưa, phí giờ quỷ bao hết trưa đến chiều. Uống rượu xanh hại rất nhiều, hạm ăn mê ngủ nồi chẳng thiên. Tại xưa ngã gió đi xiên, nằm bờ té bụi như điên khác nào. Loạn tâm cuồng trí mọn hao, nhiều người vì rượu biết bao hư nhà. Sản tham những của người ta, mộng sang đoạt được lòng ta mới ưng. Nên sân nóng giận không chừng, toan làm hại.
hại chúng bâng khuâng trong lòng. Si mê tin cha chẳng phòng, nghe đâu theo đó không thông chanh tà. Chẳng tin Phật Pháp cao xa, thầm thầm vi diệu bao la trên đời. Nếu con cố làm lời, hoặc là vô ý lỗi thời điệu răng, hoặc xui kẻ khác bạo tàn, hoặc nghe thấy an lòng hằng quỷ theo, phạm nhầm ngũ giới thầm điều, vì chân thân khẩu ý nhiều lầm sai, lỗi từ kiếp trước lâu dài, đến kim hiện tại miệt mài lắm phen, hoặc vì tà kiến đã quen, khinh khi tam bảo lòng bèn chẳng tin, cho rằng người chết nên sinh, phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay, hoặc phạm thường kiến tội đại, sống sao đến thác sanh thai như thường. Tội nhiều kể cũng không lường, vì còn ngu dốt không tường phận minh, dễ vui tam bảo hại mình, bởi chân không thấu vô minh nghiệp tà, cho nên chân tánh mới là tối tâm chẳng rõ sai ngoa thừa đầu. Hóa nên khờ dại đã lâu, để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay, khác nào bị bèo bị gió quay, linh đinh giữa biển giật giờ bờ sông. Xét con tội nặng chập chồng, kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này, con xin sám hối từ đây, nguyện cầu tam bảo đức dạy độ cho. Tôi xưa chẳng hạn nhỏ to, con nguyện dứt cả chẳng cho thêm vào. Tâm lành giống chi nâng cao, cai tà quy chánh chu vào Phật ngôn. Cho con khỏi chốn mê hồn, đến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kề. Thoát vòng khổ não tôi mê, hương miền cực lạc mọi bề thảnh thơi. Ngày nay dứt bỏ việc đời, căn lành gieo giống chẳng rời công phu, mặc ai danh lợi bôn xu. Con nguyện giữ hạnh người tu thoát trần, trước là độ lấy bổn thân, xảo giúp quyên thuộc được phần tiêu diêu. Sám hối tội lỗi đủ điều, duyên lành điều cũng ít nhiều kết xây. Tôi xin hỏi hương quả này, thâu đến nguyên thuộc nơi đây cho tường. Cùng là phân thích tha phương, hoặc đã qua vạn hoặc thường hiện nay. Chúng sanh ba giới bốn loài, vô tưởng hữu tưởng chẳng này đâu đâu. Nghe lời thành thật thỉnh cầu, xin mau tu hỏi lạnh thâu quả này. Bằng ai xa cách chưa hay, cầu xin thiên chúng mắt ngay với cùng. Thấy điều thọ lãnh hưởng chung, dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai. Nguyện nhiều tăng chúng đức tài, đạt thành thanh hòa hận khai đạo lành. Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành, năm ngàn năm chẳng phước lành thế gian. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xem ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đăng an mạnh lành. Ta đây sự xếp chữ chết sẵn dành, thế nào tranh thoát tự sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi việc mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra từ mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phận minh kết thành.
bi sang thắng sản năng ca chá mi con em lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bun thân saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy phật. Thammam saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Sangham saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Tutiyam bhikkhun thang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy phật lần thứ nhì. Tutiyam bhikkhun saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Tutiyam bhikkhun saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tatiyam bhikkhun thang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy phật lần thứ ba. Tatiyam bhikkhun saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Tatiyam bhikkhun saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Tỳ sa ra na ga ha đăng ni thi tăng phát huy tam bảo còn đủ chỉ có bấy nhiêu. Anante, dạ chúng con xin vâng. Ba na ti ba ta về là mình đi sẽ thọ với thằng sâm ma bị giảm đi. Còn xuyên văn về điều học là quý tránh xa sự sát sanh. À, đinh na đa na về là mình đi sẽ thọ với thằng sâm ma bị giảm đi. Còn xuyên văn về điều học là quý tránh xa sự trộm cắp. Akram majariya về là mạnh đi sẽ khao với thằng sâm ma đi mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự thông dâm mu sa wa đa về là mạnh đi sẽ khao với thằng sâm ma đi mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối su ra mê ra ya ma Japamandhana về là mình đi sẽ khao với thằng Samadhyami. Còn xin quan như điều học là quỷ tránh xa sự dây vuông rượu và các chất sai. Vị ta là phô chắc nam về là mình đi sẽ khao với thằng Samadhyami. Còn xin bao nhiêu điều học là quý tỉnh xa sẽ ăn sái giờ. Nên chà ghi ta qua đi ta quý su ca đa sa na ma la gan tha quý lê ba na tha ra na man da na quý phu sa na tha na về là mà ni sẽ khó mà dạ mi. Còn xin văn dự điều học là quy tránh xa sẽ múa hát thôi càng đền xem múa hát nghe đền càng trang điểm thoa vật thơm dồi phận và đeo tràng hoa. Un chan sa nhà nam ma hai sa nhà nam quê ra mà đi cao bất năng sa ma đi dạ mi. Còn xin văn dự điều học là quỷ tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Ta na ti pa ta ve ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi. Con xin văn giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna na da na ve ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng những điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.
Abrahmacharya Veeramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thông dâm. Musawada Veeramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me raya man champa ma dan thana we ramani sikha padang samadhiya. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dị vui, uống rượu và các chất sai. Vikala phocana we ramani sikha padang samadhiya. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Natcha gita vadita visukhatan sana mala gantha vile panatha ranna mandana vipusannan thana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự mùa hát, thổi kèn đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn, trang điểm, thoa vật thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa. Uncha sayana maha sayana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imang anthanga samana gatang buntham panyantang uposatang imang charan ting imang jadi wasang samadeva amrikan kitung samadhiyami. Con xin thọ trì. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới, chọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vị lai. Imani Atthasita Baddhani Upo Satasi Lavase Na Iman Charanting Iman Chadivacang Satukang Kattoa Ngapamade Na Samarak thì ta bằng chư Phật tử sau khi tọa trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo rồi, sau khi giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. Ama phan tê và chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tin doanh tí, sì lê na phô ca sâm bác đà, sì lê na ni phô tin doanh tí ta sâm ma, sì lăng vị sô tha dê. Các chúng sanh đi sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới, được sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dự giới, được giải thoát nhầm niết bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử có đang thọ trì giới luật cho được trong sạch định để lâm nhân. Xa thứ lành thai. Un ta mắng ghê na quấn đi hăng và ta bán sung và luân ta mắng buồn thế vô ca li tu đô sô buồn thu ca ma tu tăng ma băng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mắng ghê na quấn đê hăng thấm mắn cho đuôi thắng quá răng mê vô ca li tu đô su thầm mơ ca ma tu tăng mạ măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mang ghê na quấn đê hăng sẵn khăn cha đuôi thốn ta mang sẵn khê vô khá lý tu đô su
Sankho Kamatu Tăng Mạ Măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc Tăng Bảo là Phàm Tăng và Thảnh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh Ngài Trí Đức chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con được tròn đủ phước báo. Con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thà Giá. Sirasmin me buddha se to sari buddho didakki ne wa mang se mokgan la no purato vidakatte yang bachi me mama anando kina sa wa jatun disa samanta loka bala chi inda dewa sa pramakai te sang anupa we na sa be phayau bat da wa ne ka antaraya pivinasantu ase. Dạ tôn Đức Phật ngự trên đầu, vai mặt xá lợi Phật, vai trái kiềm liên hầu. Trước mặt là tam tạng, sau lưng A Nan, chầu bốn phương A La Hán, Đế Thích Lãng Phạm Thiên, vô oai lực pháp màu. Phổ trì cả năm châu rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Xin thị gia chân ạ gia tha xin tham mạnh tu xin tham mạnh tu xin tham mạnh tu đăng phá lăng e ta sư minh ra ta na ta gia sư minh sam ba sa đà na chê ta sô cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn. Xa thứ lành thai, chúng con thành kính tri ân Ngài Trí Đức đã truyền tam quy và bát quan trai giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con ngày hôm nay. Chúng con kính tri ân Ngài. Akasantha cha bhummantha devanaka mahintika punyannu anumodantu chiran rakhantu sasanam. Akasantha cha bhummantha devanaka mahintika punyannu anumodantu chiran rakhantu no karu. Akasantha cha bhummantha devanaka mahintika punyannu anumodantu chiran rakhantu nyatayo. Akasantha cha bhummantha devanaka mahintika punyanno anumodantu chiran rakhantu panino. Akasantha cha bhummantha devanaka mahintika punyanno anumodantu chiran rakhantu no sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệm chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hay làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kê liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu Tam Bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tay nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ,
nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Y đằng nô nhã thi đằng hô tu sư ký tà hồn tu nhà ta yô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Y đằng quát ta mê vù nhân á xà quát thác và quá hằng hồn tức. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Với phần phước mà con đã tạo, con kính dâng đến chư tôn đức tăng, con kính dâng đến ngài Trí Đức, ngài Quán Không, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, thầy kinh, nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an, đạo quả sớm viên thành. Con kính dâng quả phước này đến chư thiên nữ ở 10 muôn triệu thế giới xa bà, vua trời Đế Thích Diêm Vương, xin quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước báo thanh cao này. Con kính chiêu phước này đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama. Y đằng nô bùn nhân Nibbanasapat Chayo Hồ Tứ. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu Niết Bàn. Sa thức lành thai. Giờ lễ bái, tam bảo đã hoàn mãn. Con kính tri ân ngài Trí Đức, con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Dạ thưa con, chưa có thấy thầy kinh vào, con kính cho biết phải đến cô Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Dạ thưa con đã thấy thầy kinh vào cũng như là đến giờ học của Vi Diệu Pháp với thầy kinh, con kính mời quý đạo hữu cùng con thỉnh pháp sư. Nam mô Tha Sa Pha Ga Va Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam Bụt Tha Sa. Nam mô Tha Sa Pha Ga Va Tu Arahatu Samma Sambuddhassa. Nam mô Tha Sa Pha Ga Va Tu Arahatu Samma Sambuddhassa. Brahma Jaloka Dibati Sambati Katan Jalian Thiwaran Aya Jata Santi Thasatam Parajam Kajatika Dese Tutam Mang Anukam Bimang Pajam Santam Maperin Vinayam Jakayam Sun tan cha ban khang a bi tham ma jam mang a ku ta yan tu cha tu san cha nan dan pa bu tha nay ye pa ri sa ya man che phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận người nhưng chẳng nhí hơi nguyên lòng mở đạo dài đời nhắm vườn lộc giả ngài dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm thiệu trần như được nếm hương vị hữu như niết bàn rồi từ đó mở men giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hạnh còn lâu năm cả tam giới thừa ân vô cầm đám mưa lành rơi khắp thế gian
với nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí đi vẹn toàn. Chúng con thành kính thỉnh thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng biết đến thầy. Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Tam Ma nhé. Nam mô Sa Khai nhé. À, kính lễ sư trí đức cùng chư tôn đức tăng trong rừng. À, thân chào tất cả quý vị. À, trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tam tăng. Arahang samma sambuddho bhagava buddhaṃ bhagavaṃ taṃ abhivādayami svakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi supatibhanno bhagavato savaka saṅkho saṅkhaṃ namāmi samma sambuddhamatulaṃ sasattam agarottamaṃ abhivādayapāsissaṃ Abhidhammatthasangha. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song, giáo pháp với thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Ma nhé, Nam mô Sa Khai. Rồi, chương trình hôm nay là đọc Pali trước ha. Rồi sau đó là ôn tập theo đố vui có thưởng. Đáng thời gian nữa là chúng ta sẽ học tiếp ha quý vị. Rồi, xin mời cô Nhật Quỳnh bớt bài và mời tất cả quý vị quan hỷ lên ha. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Khai Gia, con kính đảnh lễ Phạm Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Quán Không. Cùng chư tôn đức con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào thầy, con kính chào quý vị trong đạo tràng và con xin đọc phần Bali. Samuchaya sangaha vipago, những phân loại theo Abhidhamma. Đoa sattati vitha utta vattu dhamma Salakhana te sang da niyata yogan bhavakha mi samuchayang. 72 pháp 1 tâm, 52 tâm sở cộng 18 sắc thực tính cộng 1 niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala sangha ho, mitsaka sangha ho, bodhi bhakkhiya sangha ho, sabba sangha ho, chati samuchaya sangha ho, chattuppitho veditappo. Tóm yếu các phân loại phải được hiểu là có bốn. Ca thằng Akusala sangha hệ ta wa chát ta ro a sa wa ka ma sa wo pha wa sa wo tha sa wo a wích cha sa wo. Như thế nào để khởi đầu trong thoát yếu những loại pháp bất thiện có bốn hoặc lậu? Một, tham dục lậu. 2. Luyến ái theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. 3. Tà kiến, kiến lậu. Và 4. Vô minh lậu. Vậy con đã đọc xong đoạn 1. Con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Kính cảm ơn thầy, cảm ơn đạo tràng. Và con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính lễ Sư Quán Không.
Dạ, con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào thầy, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Cảm ơn Thanh Hoàng cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc tiếp đoạn 2 ạ. Chắc ta rô ô kha ca mô khô phá bồ khô đít thô khô á quýt chô khô. Có bốn bậc lưu: một dục bậc, hai hữu bậc, ba kiến bậc, bốn vô minh bộc. Chắc ta rô yoga ca ma yô hô pha hoa yô hô đít thi yô hô a quê cha yô hô. Có bốn trái buộc: tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chắc ta rô gan tha a phi cha ca ya gan tho ya ba đô ca ya gan tho si lắp ba ta ba ra ma so ca ya gan tho y đằng sách ta phi ni we so ca ya gan tho. Có bốn thắt chặt tứ phược. Chị ơi, dạ, cảm ơn chị. Một, thắt chặt vào tham dục, tham ái thân. Hai, thắt chặt vào oán ghét, sân độc thân phược. Ba, thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm, giới thủ thân phược. Bốn, thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, ngã kiến thân phược. Ta ro u ba da nang ka ma ka mu ba da nang di thu ba da nang si lap ba tu ba da nang at ta wa du ba da nang. Có bốn chấp thủ, tứ thủ: một dục thủ, hai kiến thủ, ba giới cấm thủ, bốn thủ. Chani warana nika machan dani ya ba dani waranang thi namit thani waranang uthach chakuk kuk chan chani waranang vichikik chani waranang awik chani waranang. Chướng ngại: một tham dục cái, hai sân độc cái, ba ôn thủy, bốn trạo hối mải nghi cái và sáu vô minh cái. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con kính tri ân thầy, kính cảm ơn đạo tràng, em cảm ơn chị. À, xin mời Tina. Dạ, con cảm ơn cô. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý ngài, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và thầy kinh, và con chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài. Đoạn 3. Satta nusaya kama kamaraga nusayo phagaraga nusayo patingtha nusayo mana nusayo dintha nusayo vinchikicca nusayo avinchha nusayo. Có bảy tùy miên, tìm miên, tâm tánh ngụ ngâm. Tassa sang yo jana nikka maraga sang yo jana rupa raga sang yo jana arupa raga sang yo jana patinka sang yo jana mana sang yo jana tinh thi sang yo cha nang si lấp pa ta pa ra ma sai sang yo cha nang pa wi khi chích cha sang yo cha nang un thắt cha sang yo cha nang a wi cha sang yo cha nang xuất tan tê. Theo kinh tạng, có 10 thần thúc triền dây trói buộc: một ái dục triền, hai ái sắc triền, ba ái vô sắc triền, bốn phật ức triền, năm ngã mạn triền, sáu tà kiến triền, bảy giới cấm thủ triền, tám hoài nghi triền, chín phóng dật triền và
10 vô truyền. Dạ con đã đọc xong, con kính tri ân ông quý sư và thầy và đạo tràng. Dạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ sư quán không, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào kính lễ thầy kinh và con kính chào đạo tràng. Dạ. Con xin đọc tiếp bài học hôm nay là đoạn từ 4. Apara ni dasa samyo chanan nikamara gasam yo chanang pawara gasam yo chanang patika samyo chanang mana samyo chanang ditthi samyo chanang silapata parama sa samyo chanang vichikicca samyo chanang issa samyo chanang macchariya samyo chanang avijja samyojanang avithamme. Dạ. Theo vi diệu pháp avithamma có 10 thằng thúc dây trói buộc khác: 1. Luyến ái duyên theo dục lạc, 2. Luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, 3. Sân hận, 4. Ngã mạn, 5. Tà kiến, 6. Chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, 7. Hoài nghi, 8. Ganh tị, 9. Sang tham và 10. Vô minh. Đá xá ki lê sa lô phô, đô sô, mô hô, ma nô, đích thí, vi chí kích cha, thi năng, a đúc chăng, ahiri căng, anotapang, có 10 ô nhiễm phiền não: 1. Tham ái, 2. Sân hận, 3. Si mê, 4. Ngã mạn, 5. Tà kiến, 6. Hoài nghi, 7. Hôn trầm, 8. Phóng luật, 9. Không hậu thèn tội lỗi và 10. Không sợ hậu quả của tội lỗi. Asava di su banit thaka mafav vanam me natap batuka tanha afbeta si lapata barama so idang sắc cha phiên quê so atawa duba da năng chat tatha bawak tang dit thi gata me wa bawut chati. Nơi đây trong sự phân loại các ô nhiễm vân vân, câu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo sinh kiếp sinh tồn, hàm xúc lòng tham ái dựa trên đó, cùng thế ấy chấp thụ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, và chấp thụ thuyết linh hồn trường cửu chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con kính tri ân thầy kinh. Dạ, kính cảm ơn Sức Nhật Quỳnh đã post bài học. Dạ, cảm ơn đạo tràng chị Hiền. Nam mô Bích Tha Giá. Bây giờ xin mời cô Thanh Hoàng ạ. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Ngài Chư Đức, con kính lễ Ngài Quán Không, con kính lễ các cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài. Samuchaya Sangha Vipago, những phân loại theo Avithamma. Đà sát ta vi hà vút ta ba thu tham ma sa lắc kha na tê sang đà ni ya tha yo gang pa wa kha mi sam muk cha yang. 72 pháp: 1 tâm cộng 52 tâm sở cộng 18 sắc thực tính cộng 1 niết bàn đã được trình bày với đặc tính của nó. Giờ ở đây tôi sẽ nói
những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala sankhaho misaka sankhaho bodhi akhiya sankhaho sabba sankhaho jati samuccati sankhaho chatu bitto ditabbo. Tác yếu của các phân loại phải được hiểu là có bốn. Toát yếu những loại bất thiện pháp, toát yếu những loại pháp tổng hợp, toát yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, toát yếu những pháp linh tinh. Các thằng akusala sangha hệ ta quá chát ta ro a sa wa ka ma sa vo pha wa sa vo di ta sa vo a chít Avijja Savo. Như thế nào để khởi đầu trong toát yếu những loại pháp bất thiện có bốn hoặc lậu? Tham dục, dục lậu. Một, tham dục, dục lậu. Hai, luyến ái theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. Ba, tà kiến, kiến lậu. Bốn, vô minh, vô minh lậu. Con đã đọc xong, con xin xuống mic, xin mời thiện vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Quán Không, con xin kính đảnh lễ quý cô Tư Nữ, con xin kính chào Thế Kinh, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc đoạn 2 bài hôm nay ạ. Chát ta rô ô kha ca mô khô phá gô khô đít thi ô khô a quýt chô khô. Có bốn bậc lưu: một, dục bậc; hai, hữu bộc; ba, kiến bộc; bốn, vô minh bộc. Chát ta rô ô ga ca ma yô vô phá hoá yô vô đít thi yô vô a quýt cha yô vô. Có bốn trói buộc: tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chát ta rô gan tha Avijja kaya gantho wa phado kaya gantho silabbatapha ramaso kaya gantho idam sakka finiweso kaya gantho. Có bốn thắt chặt tứ phược: một, thắt chặt vào tham dục, tham ái thân phược; hai, thắt chặt vào oán ghét, sân độc thân phược; ba, thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm, giới thủ thân phược; bốn, thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, ngã kiến thân phược. Chattaro upadana ca mu pa đa năng bít thu pa đa năng si lap pha tu pa đa năng attawa du pa đa năng. Có bốn chấp thủ: tứ thủ, một, dục thủ; hai, kiến thủ; ba, giới cấm thủ; và bốn, ngã chấp thủ. Cha ni varana ni ca mắt chân đa ni quá rát năng hòa pha đa ni quá rát năng thì nam mít tha ni quá rát năng út thác cha cúc cúc cha ni quá rát năng quyết chi kích cha ni quá rát năng a quyết cha ni quá rát năng. Có sáu triền cái chướng ngại: một, tham dục cái; hai, sân độc cái; ba, hôn thụy cái; bốn, trạo hối cái; năm, hoài nghi cái; sáu, vô minh cái. Dạ, con đã đọc xong, con sai, con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp.
Dạ, sa thú, kính cảm ơn Thiền Vũ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Vũ, cảm ơn Quang Thanh. Cho Như Quỳnh biết được tín hiệu Quang Thanh có cầm mít được không? Con thành kính lãnh lễ Ngài Trị Đức, Thượng Tọa Quạt Không, cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đầu tràng. Như Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Thanh Hoàng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu và mời Quang Thanh nha. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, Phật Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Quán Không và con kính đảnh lễ quý sư trong đạo tràng. Con kính lễ thầy, con kính chào thầy kinh. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài đoạn 3. Sát ta nu sa ra ma ra ga nu sa ro pha ga pha wa ra ga nu sa ro ba ti kha nu sa ro ma na nu sa ro đi tha nu sa ro quy chi kích cha nu sa ro a quy Chà nu sa rô có bảy tùy miên tâm tánh ngủ ngầm. Một, ái dục tùy miên. Hai, ái hữu tùy miên. Ba, phẫn uất tùy miên. Bốn, ngã mạn tùy miên. Năm, tà kiến tùy miên. Sáu, hoài nghi tùy miên. Và bảy, vô minh tùy miên. Đa sa sang ro cha na ni ca ma ra ga sang ro cha nang ro ba ra ga sang ro cha nang a ro ba ga ra ga sang yo cha nang pa ti sa kha sang a na sang ro cha nang ti ti sang ro cha nang si la pat a ba ra ma sa sang ro cha nang quy chi kích cha sang ro cha nang ut tha cha sang yo cha nang a quy cha sang ro cha nang sut tan te Dạ, con xin kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bắt bài. Dạ, con xin kính mời vị ký tiếp ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Hoàng Thành, xin lỗi Hoàng Thành nha. Âm thanh của Hoàng Thành Nhật Quỳnh nghe hơi nhỏ nên không có hay đọc tới đâu luôn. Dạ, cái hồi nhớ lời mới đúng là đã Hoàng Thành đọc xong. Dạ, Nam Mô Bích Hai giá. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu một lần nữa. Con thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào thầy kinh, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Mến chào cho Nguyễn Hà Giàu đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh cũng xin lỗi Kim Nhung nha. Hôm nay đó Nhật Quỳnh bị quả xấu nó trổ hơn một tiếng đồng hồ rồi. Dạ, banh thoát nó bắt dùng cái mới. Mà dùng cái mới thì Nhật Quỳnh không có biết dùng, nên là phải đau đốt cái cũ lại, nó trục trặc đủ thứ. Đau đốt cái cũ lại được thì vào đầu tràng được thì nó không cho gõ chữ, không có dấu, nó phải chạy ra chạy vào. Rồi bây giờ tới cuối cùng nữa là cái đèn mà để rọi vô cái máy thì nó cũng đứt bóng luôn. Một lúc là nó trổ gì đó quý vị. Nên bây giờ Nhật Quỳnh phải đốt đèn cày nè quý vị. À, nên thôi Kim Nhân hãy thông cảm. Thông cảm Nhật Quỳnh nha. Dạ, không đánh dấu được, không làm gì hết. Người mất bài vô nãy vô rồi ha, đem bài ra mất thử ha, nó chẳng có lên. Gõ dấu rồi đánh lễ ngày cũng không có được. Của cha nó đủ thuyết chuyện trên đời nhưng mà không sao, rồi cũng qua. Dạ, nó mở cái thai giá tưởng đâu là hôm nay là không có bắt đoài được cho quý vị đọc luôn rồi đó.
Nam mô Bụt Ha. Dạ, cho Nguyễn Nhật Quỳnh mời cho Nguyễn bắt bài đi động bốn đi cho Nguyễn. Rồi chính mời đạo tràng. Dạ. Nhật Quỳnh cầm bé cho Nguyễn bình tĩnh một chút. Để mới vào kêu lên đọc bài liền, tội nghiệp quá. Dạ, cho Nguyễn thấy sao bây giờ cho Nguyễn đọc bài. Mới bị lỡ phản biến mà trời ơi đó, Nhật Quỳnh hả, nó giật Nhật Quỳnh hơn một tiếng đồng hồ luôn á cho Nguyễn. Vào đạo tràng không chào ai được luôn, không đánh lễ ngài được. Ê, nhưng ơi nó cũng qua cái banh thoát là vậy đó. Mình mà dùng banh thoát là mình phải chấp nhận thôi. À vậy giờ cho Nguyễn muốn bài Nhật Quỳnh đọc phải không? Dạ. Chắc bữa nay đọc xa tùm lum quá. Lúc đang cày để không biết nó ra làm sao nữa. Dạ, Nam Mô Bụt Ha. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh. Kính chào thầy, kinh Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì con xin được đoạn 4. Abhara Nidasa Sanyo Chanani Kamara Gasa Gasanyo Chanan Vara Gá sẵn dơ cha năng, bát tí gá sẵn dơ cha năng, mà nó sẵn dơ cha năng, đích thị sẵn dơ cha năng, si lắp bát tắp bá ra ma, sá sẵn dơ cha năng, quý chí kích cha sẵn dơ cha năng, ích xa sẵn dơ cha năng, ma cha đi gá sẵn dơ cha năng, á quýt cha sẵn dơ cha năng, á thi thầm mê. Theo quy diệu pháp Abhidhamma có 10 thằng thúc dây cho buộc khác. 1. Luyến ái duyên theo dục lạc. 2. Luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn. 3. Sân hận. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Chấp thụ những lễ nghi và nghi thức sai lầm. 7. Hoài nghi. 8. Ganh tị. 9. Sân tham. Và 10. Vô minh. Lasaki lê sa đắc Lasaki lê sa lô phô đô sơ mô hô ma nô đích ti quy chi ki cha thị năng ưu thác chăng a hi ri căng a nô tắc bằng. Có 10 ô nhiễm phiền não. 1. Thái. 2. Sân hận. 3. Si mê. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Hoài nghi. 7. Hôn trầm. 8. Hôn giật. 9. Hậu thẹn tội lỗi. 9. Không hậu thẹn tội lỗi. Và 10. Không sợ hậu quả của tội lỗi. Asawa di su panetaka mapawakna mena tapatuka tanha Athit bề ta si lắp bắt tắp bắt ra ma sơ y đăng chát cha phi ni quê sơ at ta quát đa đúc ba đa năng chát ta tha ba quát tăng đích thi gắt ta mê và ba quát ba quát chát đi. Nơi đây trong sự phân loại các loại ô nhiễm vân vân, câu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn. Hàm xúc lòng tham ái dựa trên đó, cùng thế ấy chấp thụ những lễ nghi và nghi thức sai lầm. Quan kiến độc đoán tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý và chấp thụ thuyết linh hồn trường cửu, chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Nam mô Bụt Ha. Dạ, dạ con đã đọc bài xong, con có sai, xin đạo tràng chỉ dạy cho con để con sửa. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng, cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn thầy kinh. Dạ, bây giờ thì Nhật Bình mời Châu Nguyễn ha. Dạ, mời đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá.
Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Quán Không. Dạ con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Dạ con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa cô, hồi nãy con gặp bi mà sao nó hôm qua nó đi qua lại cái đoạn cũ. Dạ con xin lỗi cô ạ. À. Con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn cô, con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu ạ. À. Samuchaya Sangaha Quý Phà Gô, những phân loại theo Á Phí Thầm Má. Đoạt Sát Tá Tí Quý Thà Quý Tà Quắc Thú Thầm Má Sá Lắc Khá Nà Tê Sàng Đà Ní Yá Thà Dù Gần Bá Quắc Khà Mí Sá Múc Chá Dân. 72 Pháp, một tâm cộng 52 tâm sở cộng 18 sắc thực tính cộng một niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đã sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala Sangahu Nisa Kasangahu Bồ Thí Bắc Khí Giá Sangahu Sapa Sangahu Chà Tí Samut Chaya Sangahu Cho Túc Bí Thù Quê Đi Tắp Bù. Tất yếu các phân loại phải được hiểu là có bốn. Tất yếu những loại pháp, những loại bất thiện pháp. Tất yếu những loại pháp hỗn hợp. Tất yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ. Tất yếu những pháp linh tinh. Ca thằng Akusala Sangahe Tà Quá Chát Tà Rù À Sá Hòa Cà Mà Sá Hù Phá Hòa Sá Hù Đít Thà Sá Hù Áo Quýt Trà Sá Hù. Như nào? Để khởi đầu, trong toát yếu những loại bất thiện có bốn hoặc lậu. 1. Tham dục, dục lậu. 2. Luyến ái, duyên theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. 3. Tà kiến, kiến lậu. Và 4. Vô minh lậu. Dạ thưa con đã đọc xong và dạ, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Con xin phép được xuống mic, con kính tri ân đạo tràng, con kính tri ân thầy. Dạ thưa cô Nhật Huỳnh, trực máy giùm con 2 phút và dạ, con quay lại liền à. Sa thú, con cảm ơn cô ạ. À. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Quán Không, con lễ quý hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào, con kính lễ thầy, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bắt bài. Con xin đọc bài đoạn 2. Ta rô ô kha cô mô khô phác phác vô khô đít ô khô a quýt vựa chô khô. Có bốn bậc lưu: một dục bậc, hai hữu bậc, ba kiến bậc, bốn vô minh bậc. Chát ta rô rô kha ca ma rô vô phác vô phác vô Ti rô gô a quy cha rô gô. Có bốn trói buộc: tứ kết dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Một, thắt chặt vào tham ái thân phược. Hai, thắt chặt vào oán ghét sân độc thân phược. Ba, thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm giới thủ thân phược. 4. Thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, ngã kiến thân phược. Chata ro ubadana ka mubadanang itu itu badanang sila batut badanang atta wadu. Ba đà nẵng có
bốn chấp thủ, tứ thủ, một dục thủ, hai kiến thủ, ba giới cấm thủ và bốn ngã chấp thủ. Cha ni qua ra na ni ca mai chan đa ni qua ra năng ra ba đa ni qua ra năng thì na mít tha quỳ ra chan quỳ qua ra năng út thách cha cúc cha chan ni qua ra năng quy trích kích cha ni qua ra năng a quy cha ni qua ra năng. Có sáu triền cái chướng ngại: một tham cái, hai sân độc cái, ba hôn thụy cái, bốn trạo hối cái, năm hoài nghi cái và sáu vô minh cái. Dạ con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã phát bài, cảm ơn cả Hằng Trung, Sĩ Trung Nguyễn. Dạ, sa thú kính cảm ơn Bằng Thanh. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ từ Chư Tôn Đức Nhục Quỳnh kính lễ Thầy Kinh, Nhục Quỳnh kính chào. Nhục Quỳnh kính chào Thầy Kinh, Nhục Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Thành Hoàng, cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn Bằng Thanh cho Nhục Quỳnh bất kỳ tín hiệu. Dạ, Nhục Quỳnh không thấy con bằng tay nào nữa. Nhục Quỳnh xin thay mặt Đạo Tràng kính thỉnh Thầy Kinh lên điều họp bài chương trình học ngày hôm nay. Dạ con thành kính lãnh lễ để đức Tuệ Đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Dạ kính thỉnh Thầy Kinh ạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính lễ Chư Tôn Đức, kính chào tất cả các bạn. Đọc xong ha, rồi xong phần 1. Giờ tới phần 2, ai làm thư ký đây? Thư ký chạy đâu rồi? Rồi, có mặt rồi ha, ok. Giờ mình tới những câu đố vui có thưởng nha. Không biết cái này quý vị lãnh bao nhiêu cái 10 điểm đây hay là học dịch tiếp. Ai muốn học dịch giơ tay trước đi. Ai muốn lãnh học dịch giơ tay trước. Không ai ha, không ai chịu lãnh dịch là xa thôi, được xa thôi. À, câu số 1. Một người đang bệnh toàn thân đau nhất. Một người đang bệnh toàn thân đau nhất. Nhưng tâm ông không hề bị tác động. Nhưng tâm ông không hề bị tác động làm dấy sanh phiền não. Phải. Nhưng tâm ông không hề bị phải, tâm vẫn bình thản phải, tâm vẫn bình thản phải. Vậy thuộc hạng người nào chấm hỏi? Vậy thuộc hạng người nào chấm hỏi? Rồi gom lại cho thành câu coi ai đây. À, đây nghe. Bây giờ trưởng lão Đắc Thọ nha, mời cô Meta ta lên mình giải thích cái này theo pháp thì theo cô Meta giải thích cho đây. Xin mời cô Meta.
Rồi, cho cô suy nghĩ chút xíu ha. Suy nghĩ chút xíu rồi trả lời ha. Bây giờ quý vị cũng suy nghĩ luôn nha, suy nghĩ luôn nha. Bây giờ mời MC lên làm quạt náo viên chút đi cho nó rung sống động chút đi. Rồi cho cô bắt tay suy nghĩ chút xíu rồi. Để con người khác lên giành có 10 điểm là thấy tội nghiệp có ha. Rồi mời MC Nhị Quỳnh. Ôi giời ơi, hôm nay anh Si khổ quá mà thầy cũng hơi lên nữa. Dạ, con thành kính lãnh lễ đại đức, tự đức cùng chư tôn đức vừa quan tâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ, phúc hạnh vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Nói cho hết giờ. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, Nhật Quỳnh xin lãnh học dịch trước nha. Nhật Quỳnh nói câu này luôn, lỡ rồi, ngày nay bị quả không lành rồi, nên là lãnh học dịch nha, cho nó ăn cho nó ngon ha. Hai quý vị ha, hai Châu Nguyễn ha. Châu Nguyễn bớt câu hỏi lên đi. Nhật Quỳnh mới chạy lại bái, Châu Nguyễn nghe kêu mới chạy lại, Nhật Quỳnh chạy trốn. Bây giờ Nhật Quỳnh chặt cứng. Dạ. Một người đang bệnh toàn thân đau nhức nhưng tâm không hề bị tác động làm giấy sanh phiền não, tâm vẫn bình thản vì thuộc hạng người nào? Một là người thân bệnh mà tâm không bệnh. Hai là những bậc đã đắc đạo quả A-la-hán thì coi như là thân bệnh mà tâm không bệnh. Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, con thành kính lãnh lễ đại đức Pháp Trang vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, kính mời thầy cho ăn học dịch. Rồi, sa thứ, mời cô Bích Tha có cái ý gì hay nào, cô Bích Tha lên nói luôn đi cho nó gọn. Rồi, mời cô. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Quán Không, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức. Dạ, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào Thầy, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc lại câu hỏi. Một người đang bị bệnh toàn thân đau nhức nhưng tâm ông không hề bị tác động làm giấy sanh phiền não, tâm bình thản vậy thuộc hạng người nào? Dạ, nếu mà là một người phàm nhân, một người mà toàn thân bị đau nhức nhưng mà không hề bị tác động, không có phiền não gì hết, thì đó là một người có cái tâm tỉnh giác và có cái niệm vững chắc, không có thấy phiền não gì hết. Còn nếu nói đối với người Phật Thánh á, thì ở trên thì nói là tâm ông không hề bị tác động, thì cái đó là phàm nhân rồi, cho nên mới gọi là tâm ông. Chứ đây không phải là Bậc Thánh. Nhưng nói Bậc Thánh á, thì toàn thân đau nhức, nghĩa là thân bị bệnh nhưng mà tâm không bệnh, thì đó là Bậc Thánh. Còn trong câu này thì con thấy là nói là tâm ông không hề bị tác động, thì đây là người phàm nhân, là một người có cái niệm rất là vững chắc, đã không hề bị dao động gì trước cái thân bị đau.
vậy là hỏi vậy thuộc hạng người nào? Thì nếu là phàm nhân mà cái người mà thân đau mà tâm không đau thì thuộc hạng người có tu tập, có biết được giáo pháp. Dạ con chỉ nghĩ vậy thôi, không biết có sai sót chỗ nào thì con xin trả mít lại cho thầy ạ. Thiện Vũ đi, Thiện Vũ lên giải thích câu này cho thật là hay. Rồi Thiện Vũ. Rồi xin mời. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Quán Không, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính chào thầy kinh và kính chào quý đạo hữu. Thưa thầy, con suy nghĩ đó thì trong cái câu hỏi thầy hỏi thuộc hạng người nào thì con nghĩ đấy cũng có thể là người phàm nhân, nhưng mà người phàm nhân đó con loại bỏ cái bốn hạng người khổ với người lạc vô nhân rồi thì con không nói đến năm hạng người đó. Nhưng còn những người phàm nhân đó thì con suy nghĩ là nếu mà người nhị nhân đó thì con hiểu là nhị nhân thì trong đời thường người ta cũng có thể học hành động đạt được nhiều thứ, kỹ sư bác sĩ, thế nhưng mà khi mà chịu cái thân đau đớn là đang chịu cái quả khổ thì con thấy chắc là họ không có giữ được cái tâm bình thản, nên con nghĩ đấy là không phải là người nhị nhân. Và nếu là phàm nhân thì cũng phải là người tam nhân, họ có trí thì họ hiểu đó là đang họ đang chịu cái quả xấu. Còn kế tiếp là bốn bậc thánh nhân thì con hiểu là từ vị Tu Đà Hoàn thì đã không diệt trừ được cái thân kiến rồi, thì chắc chắn ngài thân bệnh nhưng mà tâm cũng không bệnh. Nên theo thầy hỏi thì con nghĩ là hạng người này sẽ là, nếu là phàm nhân thì là người tam nhân hoặc là bốn vị thánh. Con sai, con xin thầy dạy cho con. Sao thấy cô Bách Ta có giờ cái giờ bay của Bách Ta thấy có ghế số 1 rồi có cái máy không biết phải không? Có máy quay nè. Chú Bách Ta rồi. Chú Bách Ta có lên không? Có lên bổ túc không? Chắc bị kẹt máy vậy hả? Rồi. Kim Nhung. Rồi mời cô Kim Nhung lên giải thích cái nó làm nha. Mời cô Kim Nhung. Giơ tay cái coi. Hả trời. Rồi lên. Dạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ con kính chào thầy, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ con thưa thầy, đầu giờ học mà thầy cho một câu chóng váng, câu này khó thưa thầy. Dạ. Nhưng mà con đọc câu hỏi lại. Một người đang bệnh toàn thân đau nhức nhưng tâm ông không hề bị tác động làm dấy sanh phiền não, tâm vẫn bình thản, vậy thuộc hạng người nào? Dạ con thưa thầy, người này con thì là người tam nhân, vì có cái vô tham, vô sân và vô si. Cái quan trọng nhất là phải có cái nhân si, có trí tuệ, vì và người này là phải có người này là người tam nhân và phải có tu tuệ quán, vì chỉ có tu tuệ quán thì mới thấy được danh sắc. Dạ. Và cái người này thì theo con nghĩ thì nếu theo trong thất tịnh thì người này đã đạt được cái tịnh kiến, tức là phần chỉ định danh sắc tuệ, và cái chỉ định danh sắc tuệ tức là mình biết sắc sanh, sắc diệt, tâm sanh, tâm diệt, tất cả cái này chỉ là danh sắc.
và cũng có thể là đạt đến hiển duyên danh sắc, tức là mọi danh sắc sanh diệt đều có nguyên nhân, và có thể đạt đến cái phổ thông tuệ, tức là thấy cái tam tướng vô thường, khổ, khổ vô ngã, hoặc là cái vị này có thể đạt là ít nhất là cũng là sánh sơ quả, vì chỉ có sơ quả thì mới cái thân kiến là mình không có cho cái thân này là của ta, nó đau thì nó cứ đau nhưng mà mình không cho nó là cái đau của ta, thì người này sẽ chế ngự được cái phần tâm mà chỉ có bị thân thôi, nên là cái tâm có thể chế ngự được. Dạ, đó là câu trả lời của con. Con xin thầy và đạo tràng bổ sung. Con kính tri ân thầy ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mic. Sao hữu. Còn ai nữa không ta? Còn ai lên giải thích một cái nữa không? Chánh tâm, mời chánh tâm. Chánh tâm ngồi dưới im luôn đó ra kìa. Chánh tâm đâu? Giờ ta coi. Rồi, mời lên. Trước hết con xin kính đánh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính đánh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Con xin kính chào Thầy Kinh. Con xin kính chào Đạo Tràng. Để con đọc câu hỏi. Một người đang bệnh toàn thân đau nhức, nhưng tâm ông không hề bị tác động, làm dấy sanh phiền não, tâm vẫn bình thản. Vậy thuộc hạng người nào? Con xin... người sơ quả, vì thứ nhất là họ kiến, họ không thấy là sắc trong ta, sắc là tự ngã của ta, thọ trong ta hay là thọ là tự ngã, là những đó là trong những họ không có gì là trong ta thì họ không có phiền não, vì họ thấy mọi thứ đều vô thường, khổ và vô ngã, và vị sơ quả họ đã chứng được cái bậc cái thân kiến giới cấm thủ và hoài nghi, thì họ hiểu được thực tướng của pháp và hiểu mọi pháp vũ vi là vô thường, nên cái vị sơ quả thì họ không có chấp vào cái thân kiến, cái sắc thân này, nên tâm không có hề phiền não, và thì theo con nghĩ thì cái hạng người đó là hạng người tự sơ quả trở lên. Còn nói về cái người phạm nhân á, dù nhị nhân hay tam nhân nhưng mà không tu tập, nhưng mà chưa có lòng tịnh tính, chưa có chứng đắc được vào cái bậc nhập lưu á, thì nói vậy nhưng cái định tâm đến một cái mức nào thôi, thân đau và tâm cũng dẫn đau thôi, chứ không có thể nào mà dù đè nén hay cỡ nào cũng vẫn là phiền não đối với họ. Nhưng theo con thì cái bậc mà không phiền não, ít nhất trở lên là bậc sơ quả trở lên, thì không còn phiền não trong sắc thân của họ nữa. Dạ, con xin hết ạ. Con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ. Rồi, xa đó. Vì đây con xin bổ sung. Rồi, lên nói đi, bổ sung, lên nói đi cho nó quan hệ. Dạ, con xin kính đảnh lễ quý sư, con xin kính chào thầy. Thưa thầy, con xin bổ sung là có thêm cái hạng người phàm nhân tam nhân mà họ đã đắc được các cái tầng thiền sắc giới, thì khi mà thân bị đau nhức, họ có thể nhập vào cái tầng thiền của mình đã đắc để mà cái tâm họ không bị đau. Dạ, con theo con hiểu như vậy, có gì thầy dạy cho con ạ. Sao thú, đúng là một ý kiến hay đó ha. Rồi cô Nhật Quỳnh ơi, cô Meta có bị gì vậy? Chắc cô kẹt cái mic rồi, cô coi chị có giùm kìa. Cô kẹt cái, nó nằm hoài đó kìa.
Rồi, bây giờ vậy ha. Bây giờ ủa là sao? Tắt cái camera, đúng rồi, tắt xuống, ngồi để ngoài nó che, đèn thui lụi cho không thấy gì hết. Không biết tắt rồi. Chỉ có gia nhà hàng, chỉ có kia bấm chỗ nào nó cho nó xuống thôi. Rồi thôi đấy đi, rồi bây giờ mình vô hỏi lại nha, boss lên lại đi, boss lên lại cô thư ký. Một người đang bệnh toàn thân đau nhức. Bây giờ đang bệnh toàn thân đau nhức này là thuộc tâm gì quý vị? Ai nói tâm sân thì nói bậy, chánh tâm nói vậy. Thân thức thọ khổ. Ok ha. Rồi với một cái lộ trình tâm mà khi thân thức thọ khổ như vậy đó, rồi với phàm nhân á, thì gì sanh? Sân sanh hả? Sân sanh là có phiền não tâm sân sanh. Rồi đối với một bậc tu đồ quần mà thân bị đau nhất như vậy đó, thì tâm sân có sanh không? Bậc tu đồ quần còn phiền não không? Còn vẫn sanh như thường ha. Rồi bậc tư là hàm còn không? Còn nè, còn nhưng tức là vẫn còn ha. Rồi bậc a la hàm còn không quý vị? A la hàm còn bị sân bực bội vậy không hả? Cảm giác rồi bắt đầu từ chỗ này là mình thấy ha, mình phân ra như là mình sẽ thấy liền. Thì khi mà thân thức thọ khổ đối với phàm nhân á, từ nhị nhân tam nhân gì cũng vậy ha, giai đoạn đầu á là chắc chắn là phiền não nó sinh khởi, mà chỉ khi sau đó với những người có thiền, những người có tu tập thiền quán mạnh thì người ta có thể khống chế được bằng cái chánh niệm và quán sát đó, thì tâm ta vượt qua khỏi đó thôi. Nhưng mà giai đoạn đầu là dính hết, là tất cả những cái phiền não nó đều phát sinh hết. Thì chỉ có lên tới bậc a la hàm rồi tâm sân nó không thể sinh khởi được nữa, thì lúc đó không còn có phiền não sanh đó. Và đúng nhất và chính xác nhất là đối với đồng bậc a la hán là tâm hoàn toàn không hề có dấy động phiền não, tâm hoàn toàn trong sạch. Bậc a la hán là không hề có phiền não thì không thể có sự mà ảnh hưởng bởi cái thân thức thọ khổ được. Cho nên khi mà chúng ta nói về vấn đề này, mình phải lấy cái lộ trình tâm ra, mình phân tích từ 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 ha, đi từ hạng người lên thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng. Còn mình nói chung 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 thì khó lắm, mình khó mà nói được một cách này, chính xác được cái vấn đề. Cho nên đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải học hỏi, mình cần phải dụng cao dụng trí để mà suy xét những vấn đề ha, thật chính xác ha. Thì mình nói chung chung thì chính vì như vậy đó, chính vì mình nói chung chung vậy thì nó đâm ra có những cuộc mà cãi vã, khẩu chiến nha tùm lum, bởi vì không có theo chi pháp được. Cho nên vấn đề nó là như vậy. Rồi bây giờ toàn thân đau nhất nè, và thân thức thọ khổ nè, đối với phàm nhân, nhị nhân tâm nhân cũng vậy không, thì tâm sân là nó sanh liền, dù cỡ nào là đụng nhất là sanh sân này, khó chịu bực bội liền ha. Nhưng mà bậc tu đà quên tu hàm thì vẫn còn sân, vẫn còn bị. Bậc a la hàm thì hết nè, a la hàm a la hán là hết, không còn sân nữa. Nhưng mà đối với phàm nhân hoặc là những bậc thánh thánh thấp, nếu mà có tu tập thì sau khi những cái phiền não nó sanh thì họ có thể khống chế được cái này đó, mà dùng thiền chỉ hoặc là thiền quán họ có thể khống chế được cái này đó, chặn ngăn chặn cái sự đau đớn của thân, tâm họ không còn bị phiền não và dễ động nữa ha. Thì đối với những cái đó thuộc về cái thời gian, thuộc về thời gian sau khi mà những phiền não nó sanh khởi, thì người đó những vị đó chế được qua những cái tu tập về thiền chỉ, họ nhập thiền như giống như Thiền Vũ nói vậy đó, nhập vô thiền là hết. Hoặc là những vị có chánh niệm tỉnh giác mạnh, quan sát cái sự đau đó thì diệt trừ những cái phiền não nó phát sinh, nó không thể sinh khởi được.
nhưng mà chỉ có A-la-hán là quan con trong sạch, không thể nào có những cái phiền não sanh khởi, bởi vì tâm của vị A-la-hán là không hề còn có những cái phiền não, những cái nhỏ nhặt, những cái vi tế của phiền não cũng hoàn toàn giết sạch luôn ha. Đó là bậc A-la-hán là quan con. Bậc A-la-hàm thì tâm sân thì không còn, nhưng mà cũng còn chút phiền não, những phiền não nhỏ nhưng mà không ảnh hưởng gì đến cái vấn đề thân não nhất nhiều. Đó là câu số 1. Bây giờ nắm được không ạ? Alo. Cô mất ta đâu rồi? Rồi, sao đó ha. Rồi, qua câu số 2. Đâu? Đâu thấy gì đó? Rồi, mời nha, hẹn lại. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào thầy và đạo tràng. Thưa thầy, cái câu này á, nếu mà như con á, con nếu mà con không có hiểu đó thì con nói ví dụ con trả lời cái người này là giống như là một cái người thực vật như thầy. Người ta đang nằm bệnh viện, có thể là không chừng còn đang được bác sĩ cho uống thuốc, chích thuốc giảm đau nữa. Nếu mà cái não mà chưa có bị hoại á thì cũng có thể là cái người ta nằm cái thân như vậy mà cái tâm người ta không có đau được không thầy? Tại vì nếu mà mình ngồi mình đoán á, mình cái người tầng thiền cao thì mình mới thể đoán là hạng người này hạng người kia, còn nếu mà mình phàm nhân mình cũng đâu có thể mình đoán cái bậc nào đắc tới mức nào được không thầy? Dạ con xin thầy chỉ cho con cái điểm này. Dạ con hơi thắc mắc và dạ, con xin xuống mic ạ. Đây, xa hứa. Có câu hỏi lại cái câu Nguyễn. Boss câu hỏi lại. Một người đang bệnh toàn thân đau nhất. Đang bệnh toàn thân đau nhất, và người này có bị coma quá vậy? Có bị vô bất tỉnh nhân sự không? Thì đâu có bị đâu, vẫn còn tỉnh chứ được, mới tỉnh chứ mà bị kiểu mà bị vô coma, bị hôn mê rồi cái đó đâu còn cảm xúc gì nữa, cho nên như là vẫn còn cảm giác bị đau nhất toàn thân, cho nên không có xếp vô cái hạng người thực vật được. Người thực vật là người mất cảm xúc luôn rồi, cái tâm họ không còn bị ảnh hưởng nữa thì người đó không tính vô vấn đề này được. Bởi vì đây là cái thân vẫn còn bị thọ khổ ha, thân vẫn còn bị những cái nằm yên đó, nhưng mà trong đó trong người nó giật dữ lắm, nó đau nhất tùm lum trong đó. Còn chích thuốc mê vô một cái là hết biết liền, chích thuốc mê cái tất cả hệ thần kinh nó bị liệt, tê liệt đó, thì nó đâu còn thân đau nhất nữa. Nhưng mà cái vấn đề này là phải thấy vấn đề này nó khác chút xíu đó ha. Có cái chỗ là người thực vật khác mà người còn có cảm xúc nó khác, đó là vấn đề như vậy. Rồi đồng ý chưa? Alo. Rồi, ok, sở hữu không? Rồi, câu số 2. Thân đang hưởng lạc thọ. Duyên sanh từ đâu? Và sẽ duyên sanh gì? Chấm hỏi. Thân đang hưởng lạc thọ, duyên sanh từ đâu và sẽ duyên sanh gì? Rồi, câu này là ai đây? Mời cô niệm từ, cô niệm từ giơ tay cái. Em ru rồi. Mời cô mấy ta xa thôi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, cho con trả lời câu hỏi số 2. Thân đang hưởng lạc thọ, duyên sanh từ đâu và sẽ duyên sanh gì?
Dạ. Cái giới thứ nhất, thân đang hưởng lạc thọ. Thì con nghĩ là đây là cái người này đang hưởng cái quả thiện vô nhân. Dạ. Được được hưởng cái quả tốt, được hưởng lạc thọ, được hưởng thân thức thọ lạc. Dạ, đó là cái quả vô nhân. Rồi duyên sanh từ đâu? Thì đó là con trả lời là đó là cái quả vô nhân từ kiếp trước. Và sẽ duyên sanh gì? Thì con thấy là thân thức thọ lạc thì sẽ duyên sanh cho cái ái, là cái người này sẽ thích thú, sẽ vui, sẽ thích thú. Đó là duyên sanh cho cái ái. Dạ, con hiểu như vậy, không biết có đúng hay không. Dạ, con xin trả máy lại cho thầy. Con thấy sao con nói vậy? Dạ, con kính cảm ơn thầy. Dạ, xà thú, cũng hay lắm chứ bộ. Dữ dằn lắm á, quý vị. Ai lên tiếp tục bộ tốt không? Ai muốn lên bộ tốt không? Đâu thiện phủ lên gỡ giống lại coi. Thiện phủ lên gỡ giống nha. Rồi. Dạ, con xin kính đảnh lễ quý sư, con xin kính chào thầy và kính chào quý đạo sư. Con xin trả lời câu 2 là khi mà thân mình đang hưởng lạc thọ đó, là xuyên duyên sanh từ mình đang được hưởng cái quả lành, hưởng thân thức thọ lạc do những cái thiện nghiệp mình làm từ quá khứ, hoặc là từ quá khứ của bao nhiêu kiếp trước, hoặc là trong kiếp này, nghĩa là mình đã từng làm cái tốt thì bây giờ nó trổ ra cái quả mình đang hưởng cái thân thức thọ lạc. Thì nhưng mà từ cái duyên sinh may mắn này hưởng cái quả thiện, mình cũng có thể duyên cho thiện nghiệp hoặc là duyên cho bất thiện. Thí dụ như duyên cho thiện là mình từ cái thân thọ lạc này, mình hiểu là mình đã từng làm tốt và bây giờ mình gặp cái quả tốt, nên mình sẽ tiếp tục cố gắng làm tốt chỉ giới bố thí gì đó, hoặc là giữ gìn cái khỏe mạnh của cơ thể. Còn nó cũng có thể duyên cho bất thiện là mình tự đắc ngã mạn, cho là mình đang sung sướng quá, khỏe mạnh quá thì mình lại dính vào tham ái, hoặc thậm chí là tà kiến. Mình biết là trước đấy có bao nhiêu cái mình làm sai rồi, nhưng mình giờ mình được hưởng quả tốt nên là mình không sợ gì hết. Dạ, đấy là cái ý kiến của con có sai, con xin thầy sửa cho con. À, xa thứ cũng là ý kiến hay ha. Rồi với chánh tâm rồi sau đó Hồng Nhung ha, chánh tâm trước nha, mời chánh tâm. Dạ, con kính kính chào thầy, kính con xin bổ túc câu hỏi. Thân đang hưởng thọ lạc duyên sanh từ đâu và sẽ duyên sanh gì? Thân đang hưởng thọ lạc là do duyên từ những nhân quá khứ, nghiệp thiện lành từ quá khứ nên đã cho những cái quả lạc thọ trong lúc này. Và nếu mà trong lúc này những hưởng thọ lạc mà còn không
và sẽ duyên vào duyên vào tham ái thì sẽ vì thọ sẽ duyên ái, mà nếu mà duyên ái thì là sẽ là tham ái thì nó sẽ cho những cái quả tham ái và sẽ cho những cái quả khổ trong tương lai. Còn nếu mà hưởng biết đây là quả là thọ mình có chánh niệm tỉnh giác thì mình sẽ như lý tác ý thì mình sẽ cố gắng là duyên cho thắng giải và thắng giải duyên cho thịnh tính. Anh xin con nghe không ạ? Dạ. Xin nói con nghe không ạ? Cô hết nghe. Dạ. Thì duyên cho thắng giải và duyên cho thịnh tính thì sẽ có tạo cho nhân tốt thì sẽ có quả trong tương lai. Thì giữa sự cái kiểu mà biết cách như lý tác ý thì khi mà mình có những cái chánh niệm mình biết mình duyên cho nó trong cái sự tham ái, mình duyên cho cái thắng giải và đến tỉnh tính thì khi có quả tương lai nhân tốt thì cho cái quả tương lai thì đó là phúc hành. Còn duyên về mà cho cái quả mà tham ái mình không có chánh niệm thì mình sẽ đi phi phúc hành. Dạ, con xin bổ túc thêm. Dạ, con xin xuống đất ạ. À, xa hữu. Và mời cô Kim Dung. Dạ, alo ạ, dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, dạ con kính cảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, dạ con kính chào thầy, kính chào các anh chị. Dạ câu hỏi này là thân đang thọ duyên sanh từ đâu và sẽ duyên sanh gì? Dạ con thưa thầy, câu hỏi này theo ý con là cái này là thân thức thọ lạc, tức là do quá khứ là do nghiệp thì nãy giờ các bạn cũng đã giải thích. Còn hiện tại là do duyên sanh từ xúc, rồi do có xúc thì sẽ có thọ. Rồi từ liên quan thì xúc ở đây là 32 tâm quả hiệp thế, rồi thọ ở đây là do thân thọ sẽ duyên cho ái. Thì khi mà xúc tức là mình có căn, có cảnh, rồi có một cái thân thức thì sẽ dẫn đến cái xúc, từ xúc sẽ duyên qua thọ. Thì xúc thì làm nhân và thọ thì sẽ là quả, rồi xong thì thọ sẽ làm nhân và ái sẽ làm quả. Thì khi mà có rồi có thể duyên qua ái, mà ái thọ có thể duyên qua ái thì ái lúc này là 108 ái và sẽ đi xuống, hoặc cũng có thể là người tu thì sẽ duyên qua thắng giải, cũng như chính tâm mới giải thích thì nên. Dạ theo ý con là như vậy thầy, đó là duyên nghiệp quá khứ là duyên từ nghiệp quá khứ, hiện xúc chạm rồi đến thọ. Là thọ thì có thể có hai đường là duyên cho ái hoặc là duyên cho thắng giải, cho tín. Dạ, câu trả lời của con là như vậy. Con kính tri ân thầy. Con xin xuống mắt. Sao hữu. Ai nói ra, ai giơ tay tình nguyện giải thích tiếp coi. Có ai nói không? Câu này hay lắm á. Cho Nguyễn sao rồi? Cho Nguyễn có lên đóng góp gì cho người ta học hỏi rồi coi. Rồi, cho Nguyễn lên, mời cho Nguyễn lên. Chuyện của Nhung là chuyện của Nhung, mình nói mình cứ nói vậy. Tự nhiên đổ thừa mà. Này, họ đổ tên thừa mà. Phải không cô Nhung? Này, họ đổ tên thừa chứ không phải họ cho cô Nguyễn. Đổ thừa. Rồi mời cô Nhung.
Dạ, con kính thưa thầy. Dạ không phải đâu thưa thầy, con với Châu Nguyễn là cùng ý tưởng đó thầy. Là bạn đạo với nhau nên là cùng ý tưởng. Dạ con thưa thầy, con xin bổ sung thì cái này còn do nếu mà nói theo rộng duyên rộng ra thì nó là thuộc là cảnh duyên nữa. Cảnh duyên là do có cảnh thì nó mới duyên, hoặc nó cũng có là do vật tiền sanh duyên, là có vật sanh trước là có duyên, do có căn rồi mới duyên cho có cái thân thức, rồi duyên cho có thân thức có thọ lạc, rồi mới duyên cho thọ, hoặc là cũng có thể là do đồng sanh duyên, thường cận y duyên. Dạ có phải không thầy? Dạ đó, con nghĩ là như vậy đó, thưa thầy. Dạ con kính tri ân thầy, con xin xuống mic ạ. Chà, còn có cùng phe duyên nữa ha, có cùng phe duyên không? Có cùng phe duyên. Rồi, rồi câu hỏi là lại đi. Mình nói những cái chính ha, đừng nói tùm lum quá. Thân đang hưởng lạc thọ, tức là thân đang được những cái cảm thọ về sung sướng và khoái lạc ha, thì đó là gì quý vị? Thân thức thọ lạc, đúng rồi, câu nghĩa như thân thức thọ lạc ha. Rồi thân thức thọ lạc này duyên sanh từ đâu? Xúc, rồi xúc là nhân gần ha, nhân gần nhất là xúc, xúc là duyên cho cái thân thọ lạc. Rồi những cái nhân xa thì sao? Là do gì? Rồi do thiện nghiệp quá khứ, do những cái nghiệp thiện trong quá khứ mình đã gieo trồng ha, thì nó sẽ là duyên để làm cho phát sanh ra thân thức thọ lạc, và do thiện nghiệp, được chưa? Rồi cái này là xong ha, xong cái phần là khúc đầu ha. Rồi cái sau là và sẽ duyên sanh cái gì nữa? Thì khi mà đối với một phàm nhân thì khi mà thân thức thọ lạc, cái lộ trình tâm nó sẽ diễn biến sao quý vị? Thân thức thọ lạc thì nó sẽ sanh cái gì? Duyên sanh gì? Duyên sanh tha mái xà thủ xà thủ. Rồi đối với bậc tu đà quần tứ đà hàm thì duyên gì quý vị? Bậc tu đà quần tứ đà hàm còn tha mái không? Alo. Ai nói cô Dung thắng giải vẫn còn tha mái như thường, trong cái lô tình tâm đầu tiên loạn loạn vẫn còn bị dính như thường ha, nhưng mà ly tà mặc tôi là quân tư hà mà còn tham, nhưng mà ly tà không còn có, không có hợp tàm đó ha. Nhưng mà bậc a la hàm thì còn có ái dục không? Bậc a la hàm còn có ái dục không? Hết ái dục xà thủ không còn, đúng rồi, thì giữa của chúng ta là chấm dứt, là đối với bậc a la hàm thì không còn ái dục, tức là không thể sanh lên cái lộ động tốc ngay lúc đầu tiên mình, mấy trăm ngàn lộ lúc đầu đó, thì không thể có ái dục đối với bậc a la hàm. Thì tới bậc a la hàm là mình thấy là chấm dứt ha. Thì như vậy do cái vấn đề này mình sẽ thấy được boss câu hỏi là cho ta thấy rõ lại xíu nữa. Phàm nhân thì vẫn có thể ha, tu đà quần thì vẫn có thể xảy ra trong giai đoạn đầu, tức là trong những cái giai đoạn đầu tiên. Nhưng mà đối với phàm nhân á, giờ mình lấy phàm nhân ra mình tính ha, khi mà thân thức thọ lạc thì nó sẽ duyên sanh cho tha mái. Thì khi đối với lộ trình tâm nó phát sanh mà là hàng trăm hàng ngàn lỗ, hàng triệu lỗ nó phát sanh, khi mà đụng vô thân thức thọ lạc cái nó làm cái rẹt cái. Thì như vậy có một số chủ thuyết cho rằng khi mà chúng ta được hưởng lạc thọ này đó là do tự nhiên sanh. Điều này có đúng không vậy? Do tự nhiên sanh.
Mà không, rồi mình bắt cái chủ thuyết nào. Rồi một chủ thuyết khác người ta nói là do Thượng Đế nó cho, Thượng Đế ban tặng, được hưởng là lạc thú. Rồi cũng không luôn. Như vậy là đoạn kiến cũng không, mà thường kiến cũng không. Và chúng ta đã xóa được hai cái tri kiến sai lệch ha. Và cái thứ ba là do duyên sanh thì có không quý vị? Rồi, do duyên sanh là có, xà thú. Thì như vậy khi mà một người được hưởng thọ lạc, thân thức thọ lạc, được sung sướng, giàu sang, ăn uống sung sướng này, thì là do duyên từ nghiệp quá khứ, do từ thiện nghiệp quá khứ làm duyên cho phát sanh cái thân thức thọ lạc này. Rồi cái thân thức thọ lạc này nó sẽ duyên cho gì? Nghiệp bất thiện trong thời hiện tại. Nó sẽ phát sanh cái nghiệp bất thiện, tức là lúc đó tham ái sẽ sanh khởi trong thời hiện tại. Rồi nếu mà không có yoniso manasikara thì cái gì sẽ phát sanh tiếp quý vị? Thủ phát sanh. Thủ là ái. Ái càng lúc càng trầm trọng ha. Tức là mình ái càng lúc càng nặng. Thì như vậy là nếu mà chúng ta không có như lý tắc ý đối với phàm phu, chúng ta nếu mà tu tập không có như lý tắc ý thì ái càng lúc nó càng bị thâm nhập, nó càng lúc nó càng nặng. Cho nên cái vấn đề này chúng ta phải chuẩn bị tư tưởng của mình, phải học thuộc cái câu yoniso manasikara khi đụng cảnh. Tức là khi chúng ta đụng phải những cái cảnh nó đến với thân này của mình thì chúng ta phải khéo léo tác ý, phải sử dụng cái trí tuệ mình cho tâm nó đúng hướng, nó không bị rơi vào trong tham sân si. Thì như vậy chúng ta mới thoát được cái vụ này, chứ không phải rất là khó. Ngay cả đến bậc tu đồ tư đà hàm mà vẫn còn bị rơi vô như thường, chứ đừng nói với chúng ta. Cho nên đây là cái vấn đề mà học để chúng ta có thể ứng dụng lên trong cái đời sống hiện tại ha. Đó là yoniso manasikara, viết cái câu đó lên quý vị ơi, học thuộc lòng cái chữ đó. Chữ này là bủ bối. Yoniso manasikara là nhân phát sanh trí tuệ. Một cái đó chứ quý vị có thể chiến thắng được những cái ác pháp một cách nhanh lẹ được ha. Ăn thua khéo mà làm được ha. Rồi, vô đi Manasikara. Và câu hỏi mà chúng ta sẽ được giải quyết này trong cái đời sống tu học của mình và ứng dụng vào trong cái đời sống hiện tại lên. Chứ không cần phải để ngồi xuống xếp bằng thiền như thế. Lúc đó nó dập mình tê thôi mình ha. Mình không kéo tắc ý là những ác bất thiện pháp từ cái quả thiện mà nó làm duyên cho nhân bất thiện. Rồi nhân bất thiện nó sẽ làm duyên cho nhân bất thiện tiếp. Và như vậy quả bất thiện sẽ trổ liên tục tiếp nữa. Cho nên nếu mình không khéo tác ý lúc này thì mình chết với nơi tụi nó ha, chết với những cái ma dương nó dây mình, nó dập mình ha. Cho nên một cái chiêu là yoniso manasikara là dập tắt ngay những cái ác pháp phát sanh lên. Đó là một cái mà gọi như là mình kêu là nhất kiếm hạ song điêu ha. Một kiếm ọt rút ra chém cái là bao nhiêu là những con ác ma là bị rơi đầu liền ha. Rồi, nhớ nha, nhớ cái vô lý sơ mà lại sư là tuyệt chiêu đó chứ có gì, chứ không phải giỡn mà. Rồi, câu số 3. Ngủ xong thức là nhân hay quả? Và sẽ duyên sanh ra sao? Là nhân hay quả? Và sẽ duyên sanh ra sao? Là sẽ duyên sanh ra sao? Rồi câu này quá ha, câu này lên nãy giờ ai bị yếu điểm lên gỡ vốn rồi.
Cô Meta, cô Meta là gái giống cây Cô Meta này. Lấy 10 điểm coi. Rồi, mời cô. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, cái màn hình của con á, bị cái mạng của Sư Trí Đức Phật Giáo Nam Truyền nó che đẹp hết trơn, tại con còn có chút xíu à. Dạ, con hồi nãy con chạy ra, con tắt nguồn, con chạy ra, con chạy vô rồi nó hết. Rồi giờ nó lại che nữa rồi, mà hôm rồi con bị che vậy hoài. Dạ, nhưng mà không sao, con còn nghe được là được rồi. Dạ, con còn thấy nó chút xíu rồi. Dạ, thôi để con xin trả lời câu hỏi này. Dạ, con thì kiến thức về vi diệu pháp con cũng hạn hẹp lắm. Dạ, con thấy sao thì con nói vậy thôi. Dạ, con xin trả lời. Ngũ song thức là quả. Ủa? Dạ, sẽ duyên sanh ra sao? Không biết cái câu hỏi phải có đúng vậy không? Để con coi lại rồi. Dạ rồi sao bây giờ cái màn hình con nó đứng trần à, con kéo lên kéo xuống gì cũng được hết. Dạ, ngũ sân thức tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Dạ, ngũ sân thức là quả. Dạ, đúng là ngũ sân thức là quả. Đây là cái quả của kiếp trước, của đời trước. Thì nó sẽ chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, quả khổ. Dạ không, con nói lại. Dạ, đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, quả bất thiện vô nhân. Tức là do quả của đời trước. Và một phần thứ hai là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, quả thiện vô nhân. Thì đây là cũng do nghiệp quả đời trước. Và nếu mà quả bất thiện á, thì sẽ sanh, sẽ duyên sanh ra sao? Và thì gặp cái cảnh tốt, nghe âm thanh, gặp phần thứ nhất là bất thiện thì nghe thấy những cái cảnh không tốt, rồi cảnh xấu, rồi nghe những âm thanh xấu, những điều, những cái không đáng nghe. Rồi tỷ thức là ngửi những cái mùi không có mùi không có thích, mùi là hôi, mùi. Rồi thiệt thức là khi nếm những cái vị mà đắng cay. Rồi thân thức là xúc chạm những cái đau đớn, thân bị đau đớn rồi này kia đó. Thì về bất thiện đó, thì sẽ thường là sẽ sanh ra cái tâm sân, những cái điều không có thích. Và không thích. Rồi nhiều khi thì về cái thân mà bị đau đớn thì có thể sanh ra tâm sân, rồi
Dạ, đó là phần thứ nhất là về quả bất thiện. Phần thứ hai là ngũ sanh thức mà được hưởng quả thiện là được thấy những cảnh tốt, những điều, những cái cảnh tốt, rồi nghe được những cái âm thanh ngọt ngào, những âm thanh tốt, rồi ngửi những cái mùi mà thơm, mùi thích, rồi được nếm những cái vị mà ngọt, rồi được tiếp xúc với những cái thân thức thọ lạc được êm ái, tốt lành, thì sẽ sanh ra cái duyên là tâm tham, thích thú, rồi về cái phần mà bất thiện hồi nãy đó thì có thể là sanh ra tâm sân. Rồi phần mà quả thiện á, thì sanh ra cái thích thú, đó là tâm tham. Tâm tham mà khi sanh ra được, sanh ra tâm tham á, thì sẽ thủ là sẽ giữ lại đó, rồi sẽ sanh ái, ái rồi sanh ái tức là tham, tham rồi sẽ thủ, sẽ giữ lại đó, và sau đó thì sẽ sinh ra nhiều cái dục, thì nhưng mà đối với cái người mà có tu tập đã biết được, nếu mà mình được hưởng những cái quả tốt, quả thiện, mà mình biết từ đó, mình biết giữ những cái quả thiện đó, mình tiếp tục mình làm những cái điều thiện khác, như là đi bố thí, cúng dường, giúp đỡ người khác, rồi làm lễ dân y này kia đó, thì sẽ tạo ra được nhiều phước báo. Còn nếu mà tham ái thì sẽ tạo ra những cái phi phúc hành. Dạ thôi, con có bao nhiêu ý kiến hồi nãy giờ con không biết đạo tràng có nghe được hay không. Con màn hình con giờ có chút xíu mà đứng trần, con cũng không biết có nghe được không. Dạ con xin trả mic lại cho đạo tràng. Ơi, xà thử, xà thử, có cố gắng nha, mấy tài có cố gắng dễ xà, rất là xà thử ha. Rồi, bây giờ ai đây? Câu hỏi đâu cô Thanh Hoàng ơi, thằng xà thú nãy giờ nhiều quá, cô lên cô giải thích rồi cho gọn gàng, cho ta nghe coi. Cô Thanh Hoàng đâu rồi, giơ cái tay lên coi. Đâu rồi? Sao thứ, sao thứ rồi? Cái bàn tay đã mất tiêu rồi. Rồi, trốn luôn. Không dơ được hả? Không dơ tay được thì lên được phải không? Lên cầm mic được phải không? Rồi, để xuống mic cho lên hả? Con kính chào thầy, con kính chào quý đạo hữu. Con là người dốt nhất ở trong đây, con mới học được hai bài. Nhưng mà qua cái câu hỏi thì con cũng hiểu là có được đầy đủ ngũ song thức thì là có một cái quả lành ạ. Và nếu mà có cái phước lành thì cái có cái được cái phước lành thì cái ngũ song thức này nó sẽ có những cái quả tốt như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, được nhận những cái quả thiện lành.
Mà nếu mà cái phước mà nó không đủ mà nó kém thì cũng sẽ nhận được những cái căn này, nó sẽ nhận được những cái cảnh nó xấu. Thì ngũ song thức là nhân ạ. Và nó sẽ làm duyên cho những cái, nó sẽ làm duyên cho những cái, ví dụ như là mắt nhìn thấy cảnh đẹp thì sẽ có duyên theo cho ái, hoặc là sẽ có những cái tâm thiện, hoặc là có những cái tâm không thiện sanh lên lúc đó. Nếu mà như thầy dạy á, là khéo như lý tác ý, thì ví dụ nhìn thấy những cái đẹp hay nghe âm thanh tốt, hoặc là những cái điều tốt đẹp được nhận, không chấp vào đó là ta của ta thì sẽ không tham. Và nếu không tham thì nó sẽ có cái tâm thiện. Còn nếu mà tâm tham thì lúc đấy nó sẽ là tâm bất thiện. Dạ, con chỉ có biết đến vậy thôi ạ. Con hiểu có như thế, con xin trình bày như vậy. Con kính xin thầy và quý đạo hữu chỉ cho con xin xuống mic. Con kính tri ân thầy nhiều. Ở ngoài Hà Nội có bán không gì lộn ta? Ngoài Hà Nội quá không gì lộn không? Có hả? Không còn trả lời có nữa. Rồi, ra mua đỡ hai trứng vàng nghe. Nhiều lắm luôn rồi. Rồi, coi ai đây, ai lên đây. Thiền Vũ đi, Thiền Vũ nghe không? Ai cô Diệp Quỳnh ha, mời cô Diệp Quỳnh giơ tay, mời cô Diệp Quỳnh. Dạ, kính cảm ơn thầy. Nam mô Bụt Thầy giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Diệp Quỳnh kính chào thầy kinh, Diệp Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Diệp Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, nãy giờ Diệp Quỳnh lặng hơi sâu, trở lại nghe Thiền Vũ phân tích, nghe cũng vui vui. Nên Nhật Quỳnh xin phép được lên trả lời câu hỏi này để kiếm thêm hai trứng hột vịt như. Nhưng mà Nhật Quỳnh không ăn vịt lộn nha, ăn hột vịt xong thôi. Thanh Hoàng ha, Nhật Quỳnh. Thanh Hoàng ở Hà Nội có vịt hột vịt lộn, còn Nhật Quỳnh ở đây không có hột vịt lộn. Mà nếu mà mua hột vịt lộn về thì phải luộc kìa, nên không ăn. Phải ăn hột gà đi nha thầy. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Cho Nhật Quỳnh câu hỏi lại cho Nguyễn. Dạ, cảm ơn cho Nguyễn. Dạ. Câu 3, ngũ song thức là nhân hay quả và sẽ duyên sanh ra sao? Ngũ song thức là quả. Nếu ngũ xung thức này mà được quả thiện thì làm cho người đẹp đẽ, dễ ưa, dễ nhìn. Nhưng nếu mình có quả thiện mà mình không có biết tu tập, mình vì cái quả thiện đó mà mình kiêu hãnh, mình tự cao tự đại, mình cho là ta đây là đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, da đẹp, thì lúc đó mình sẽ sanh ra ra duyên thì cái nhân đó, cái nhân mà nhân tốt đẹp đó, thì nếu mình không biết tu tập nó sẽ sanh ra, mình tạo ra nhiều cái ác. Và nếu mà mình tạo ra nhiều cái ác thì duyên sanh ra là mình đi vào sáu đường ác đạo. Dạ, Nhật Quỳnh chỉ hiểu được bao nhiêu đó, mong thầy giảng dạy thêm. Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, xin cho ăn hai cái hộp gà nha thầy, không ăn hộp vịt. Ăn hộp vịt ung nữa, hộp vịt ung ung nữa. Hộp vịt nửa sống nửa chín nữa.
nửa sống nửa chín nha, trả lời chưa rõ ràng, nửa sống nửa chín. Rồi giờ mời cô nào đây, biết nghe đây gì gì quá vậy, Karma chánh tâm đi, mời chánh tâm, chánh tâm rồi giơ tay coi, mời chánh tâm. Con kính chào thầy Kinh ạ. À, xin để lại câu hỏi cho con lại coi, à, ngũ song thức là nhân hay quả và sẽ duyên sinh ra sao? Thì ngũ song thức, à, con trả lời là quả chứ không phải là nhân. Tự vì thứ nhất con xin phân tích là những gì mình có, mình nghe âm thanh hay, hay mình gặp, mình gặp cảnh tốt, hay là mình ăn những cái vị ngon, hay là mình được những cái những cái mà mình vừa cảnh vừa, những cái vừa ý đến với mình, đó là cái quả của mình, à, những cái vừa ý. Còn hay là còn những cái mà bất thiện, những cái quả mà những cái quả xấu á, thì là giống như mình nghe mùi hôi thối, hay là mình bị người ta chửi những cái âm thanh nó không tốt đẹp, à, nghe tiếng chửi, nghe tiếng xấu, nghe tiếng ồn, à, mình khó chịu. Thì khi cái lộ trình tâm đó, đó thì thí dụ đi, à, con thí dụ về lộ trình tâm về, à, về lộ trình tâm về cái, à, nhị thức đi. Thì khi mà nghe âm thanh thì cái lộ trình tâm nó nhị thức. Thì âm thanh á, thì nếu mà mình nghe cái âm thanh nó hay á, thì khi nó cái nhĩ thức nó phát lên thì nó đưa qua cái tiếp thu, nó quan sát và tiếp thu quan sát và đón định. Và khi cái đó là cái quả mình nhận được, mình tiếp thu. Nhưng mà bắt đầu từ cái đón định, khi mà cái khai ý môn khởi lên, thì cái dòng tâm thức đó, nếu mà mình với cái khó chịu, cái những cái mà cái không có như ý của mình á, mình khởi cái tâm sân lên, thì cái tâm sân lên á, khi mình khởi những cái tâm sân lên á, thì bắt đầu là mình bị, mình gieo cái sự, cái nhân xấu. Từ cái quả đó được, mà mình nghe vậy, mình gieo cái lộ trình tâm á, mình đi làm cái tâm bất thiện, cái tâm sân lên á, thì cái tâm sân đó là cho những cái quả tương lai về sau. Là nếu, còn nếu mà mình, nếu mà mình như theo như lý ý, như chánh niệm tỉnh giác á, thì trong khi cái nghe là mình chỉ thấy cái nghe thôi, thì cái tâm mình dùng những cái tâm, có những cái tâm đại thiện học chí, thì âm thanh chỉ là âm thanh. Thì khi qua cái dùng cái động á, thì mình hiểu âm thanh nó chỉ là âm thanh, thì mình không có phản ứng, mình chỉ ghi nhận và mình chánh niệm. Thì cái đó là cái mình tạo qua cái tâm đại thiện. Mà cái tâm đại thiện đó là cái nhân cho cái quả, quả gì sao. Thì cũng như cái lộ trình tâm về thiện, nếu mà, à, cái cảnh sắc mình thấy mình ưa thích, mà khi qua đến cái, à, đó là cái quả mình được hưởng. Nếu mà mình như lý đắc ý, khi đến cái dòng động lực tâm, cái, à, về khai, à, khai ý môn mở, thì mình dùng những cái tâm, mình không có dùng những cái sự, cái ái đó, hay là dùng những cái tâm tham hay tâm sân, mình dùng nó thì mình sẽ bị dính mắc vào đó, mà mình tạo cái tâm đó, cái tâm tham, tâm sân đó là những cái nhân xấu cho cái quả tương lai, quả tương lai. Nhưng nếu mà mình thấy cảnh sắc, cảnh đẹp dựa lòng dự ý, nhưng mà khi mình chỉ biết cảnh đẹp, nó đẹp, nhưng mà nếu mà mình dùng cái tâm chánh niệm tỉnh giác, như lý tác ý, mình ghi nhận những cái tâm thiện của mình, mà mình không có gieo cho những cái tâm tham ái, mà mình gieo những cái tâm đại thiện của mình, trong những một trong tám tâm đại thiện, thì trong cái thấy chỉ là cái thấy, đó là những cái lộ trình tâm nó đi vậy. Thì nếu mà mình được như vậy đó, thì là mình gieo cho được cái mình có trong cái động lực đó, là cái nhân thiện của mình có, thì sẽ cho cái quả duyên sanh, cho cái quả về sau, theo. Thì ăn thua mình, lúc đó mình có trong cái lộ trình tâm mình có như lý tác ý không, thì chính là
mình học Phật pháp thì mình hiểu thế nào là nhân thiện và cái nào là nhân thiện thì cho quả thiện, nhân xấu thì cho quả xấu, thì mình phải hiểu, mình nắm chắc như vậy thì nó có hạnh phúc sau này. Dạ con xin hết ạ, con xin xuống bích ạ. Dạ, hiểu dạ, hiểu ha. Lâu lâu mới nghe nói được có lý ha. Rồi, mời Kim Dung nha. Rồi, Kim Dung lên bổ sung thêm cho nó đâu gọn gàng đâu vô đó để thôi bà con được khiếu nại nữa. Mời Kim Dung. Dạ, Nam Mô Bút Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị. Dạ, kính chào thầy. Dạ, con thưa thầy, hồi nãy con có ghi ngũ song thức là nhân, là con muốn nhắc Thanh Hoàng. Tại Thanh Hoàng nói ngũ song thức là nhân, thì con ghi cái ngũ song thức là nhân để con muốn nhắc nhở Thanh Hoàng thôi. Còn ngũ song thức thì theo như bảng nêu thì đó là quả, nó là quả vô nhân, ngũ sung thức nó là quả vô nhân gồm 5 quả thiện và 5 quả bất thiện. Dạ, đối với câu hỏi này, ngũ sung thức là nhân hay quả và sẽ duyên sanh ra sao, thì chánh con thấy chánh tâm giải thích cũng rất là rõ. Ngũ sung thức nó là quả thì nó có 5 thiện, quả bất thiện. 5 quả thiện là do sở hữu tư phối hợp với những sở hữu hợp đồng sanh trong 12 tâm bất thiện, tức là sẽ cho ra 5 cái quả bất thiện. Còn sở hữu tư phối hợp với những cái sở hữu hợp trong 8 quả thiện dục giới và 5 quả thiện sắc giới thì sẽ tức là phúc hành thì sẽ cho ra 5 quả thiện vô nhân. Dạ. Đó nó là mình khẳng định đó là quả và sẽ duyên sanh ra sao. Thì nếu xét vào trong lộ tâm thì từ ngũ song thức và mình nó sẽ đi tới động lực, và từ cái động lực mình xử lý động lực thì từ cái động lực này thì nó sẽ có 2 hướng, hoặc là nó mình thích thú, mình không có kềm chế được thì mình sẽ tham ái, mình sẽ dính vô cảnh đó. Rồi còn nếu mà mình có thu thúc, mình không dính mắc, mà chỉ cảnh là cảnh thôi thì sẽ không dính mắc vô cảnh. Vì sau cái lộ ngũ thì có những cái lộ ý tiếp theo để phán đoán cảnh, gom cảnh và có những cái hành xử ở sau đó là tham ái hoặc là không dính mắc thì mình thu thúc. Đó là câu trả lời của con thưa thầy. Dạ, con kính tri ân thầy. Con ai xa hữu xa hữu, câu số 3 cũng được rõ ràng hả quý vị ha. Cô Thanh Hoàng để ý rồi nha, để ý lại nha. Ngũ song thức là một cặp đôi thức, cặp đôi thức cô ghi nó xuống đây, là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, quả thiện và quả bất thiện. Đó là hai, đó là ta kêu là ngũ song thức, là nó thuộc về tâm quả. Tôi ghi xuống ôn lại cho nên hiểu tầm bài 73 là mệt nữa. Ngủ xong thức một cặp á, từng cặp 5 đôi thức á, gồm quả thiện và quả bất thiện, mắt tai mũi lưỡi thân nằm đó. Cô ghi chưa, ghi được không? Thì như vậy nó là quả, nó là quả, tức là kết quả thành tựu do nhân quá khứ thiện và bất thiện, là do nhân quá khứ chứ không phải là do quả quá khứ nha. Nãy cô mấy ta cũng nói bị lộn cho đó ha. Là đây là kết quả thành tựu do nhân quá khứ. Nếu là quả bất thiện thì nhân bất thiện trong quá khứ, nếu là quả thiện thì là do nhân thiện trong quá khứ. Nắm lại ha. Rồi bây giờ nếu mà là quả bất thiện thì nó sẽ duyên sanh ra sao? Ví dụ nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân sanh khởi thì nó thuộc về quả bất thiện, thì nhãn thức sanh là cái gì sanh tiếp quý vị?
Vì sân, sân vẽ mắt mới giờ dòm chưa kịp gì tên sân liền. Tiếp thu vậy gì nữa, quan sát. Nó định, à, nó định, nó xác định đó. Rồi, bây giờ do mắt thấy cảnh xấu, cảnh cảnh tệ, tệ hại, cảnh tồi tệ, cảnh gớm ghiếc, thì lộ động lực. Bảy cái động lực cho nó này là cái gì? Là sân, sao đâu. Như vậy là do nhân, do quả quá khứ, e quả hiện tại, nhân quá khứ, cho quả hiện tại là quả bất thiện, đúng không? Làm duyên sanh ra cho nhân bất thiện sanh khởi, đúng chưa? Đó là quả bất thiện làm duyên cho nhân bất thiện sanh khởi. Rồi cái nhân bất thiện này sanh khởi này làm duyên cho gì quý vị? Rồi nhân bất thiện sanh khởi sẽ làm duyên cho quả bất thiện tiếp, quả bất thiện tiếp ha. Tức là nhân quả bất thiện làm duyên, tức là thuộc về quả duyên, làm duyên cho nhân bất thiện sanh. Rồi nhân bất thiện sẽ làm duyên cho quả bất thiện sanh tiếp. Rồi quả bất thiện sẽ làm duyên cho nhân bất thiện sanh tiếp. Như vậy là chúng ta sẽ te tua với cái vụ này ha. Là mình phải học, mình biết được cái quy trình của nó như vậy. À, thì khi mà cái sự việc này nó sẽ xảy ra như vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Yoniso Manasikara là cách hay nhất ha, cách lẹ nhất để chúng ta chặn đứng cái vụ tư tưởng bất thiện sanh khởi tào lao ha. Rồi, rồi sau đó chúng ta nhập vô thiền, mình luyện thiền chỉ, thiền quán vậy đó. À, thì chúng ta sẽ từ từ mình diệt hết những cái đó. Đó là về cái quả bất thiện. Rồi bây giờ tới quả thiện. Thì mắt thấy, tai nghe, mũi, ngửi, lưỡi, ném, thân xúc chạm, những cái gì tốt, đẹp, những cái gì khả ái, khả hỷ. Thì nó cũng sẽ làm duyên cho tiếp thâu, quan sát, xác định. Rồi, động lực là gì quý vị? Nếu chúng ta được hưởng những cái cảnh tốt đẹp trong lành, thân được thọ lạc, mắt tai mũi lưỡi được hưởng như đó, thì bảy động lực là tha mái sanh khởi. Rồi thì như vậy quả thiện, đúng không, quả thiện làm duyên cho nhân bất thiện sanh khởi, quả thiện làm duyên cho nhân bất thiện sanh khởi. Rồi, nhân bất thiện này làm duyên cho